khám phá thế kỷ. Mặt nạ vàng ròng lớn nhất tam tinh đôi vừa được khai quật, cả thế giới chỉ 4 châu lục sở hữu. Đây là một trong những khám phá quan trọng nhất thế kỷ 21. Tam tinh đôi, ngựa của những chiếc mặt nạ VANG đầu tháng 9 năm 2021, các nhà khảo cổ học Trung Quốc thông báo rằng những phát hiện mới đã được thực hiện tại khu di tích tam tinh đôi, Sanjingri, gò Ba Sao, huyền thoại ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, trong số hàng trăm phát hiện chính ở hố hiến tế số 3, một chiếc mặt nạ bằng vàng hoàn chỉnh, có niên đại khoảng 3.000 năm, đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Theo Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Tứ Xuyên, chiếc mặt nạ vàng mới được tìm thấy có kích thước cao 16,5cm và rộng 37,2cm, nặng khoảng 100g. Chiếc mặt nạ vàng vừa phát hiện tại tam tinh đôi này lớn hơn, nhưng nhẹ hơn so với mặt nạ vàng bị vỡ được khai quật từ hố số 5 vào đầu năm 2021 cung tại di chỉ khảo cổ nổi tiếng này. Các chuyên gia tin rằng phát hiện này sẽ làm sáng tỏ hơn về nền văn minh thuộc cổ đại và sự thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh khác nhau thời kỳ đó. Khi chiếc mặt nạ vàng được tìm thấy trong hố tế lệ số 3 vào tháng 6 năm 2021, hiện vật quý giá này đã bị bao phủ bởi bùn, bị biến dạng nặng nề giống như tờ giấy bị vo tròn và không thể phân biệt được hình dạng của nó. Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã cẩn thận lấy nó ra. Sau khi dọn dẹp sơ bộ, hình dáng thật của nó hiện ra khiến tất cả các nhà khảo cổ kinh ngạc. Đó là một chiếc mặt nạ vàng khác, một trong những chiếc mặt nạ lớn nhất trong nền văn minh thuộc cổ đại được khai quật tính cho đến nay tại Tam Tinh Đôi. Theo Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Tứ Xuyên, chiếc mặt nạ vàng mới được tìm thấy có kích thước cao 16,5cm và rộng 37,2cm, nặng khoảng 100g. Ảnh Tân Hoa Xã Văn Ích Y Rang Hồng Lần, một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Tứ Xuyên, phụ trách các cuộc khai quật ở khu di tích Tam Tinh Đôi cho biết, theo quan sát của chúng tôi, các đặc điểm trên khuôn mặt và kích thước của chiếc mặt nạ bằng lá vàng tương tự như những chiếc đầu bằng đồng đã khai quật ở Tam Tinh Đôi. Chúng tôi suy đoán rằng chiếc mặt nạ bằng vàng này không phải là một hiện vật được sử dụng độc lập mà được dùng để che đầu tượng bằng đồng. Xem thêm, có thể bạn quan tê ớ mờ vận mệnh tăm tối của thế giới năm 2022 qua lời tiên tri của Nostradamus. Sụp đổ và u buồn Rang Hồng Lần nói thêm rằng, về mặt thủ công, chiếc mặt nạ này chưa được chế tác lại hoặc đúc lại, vàng rất dễ uống, có thể được rèn thành các tấm mỏng và sau đó giác thành hình dạng mong muốn. Cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã khai quật được nhiều vật phẩm văn hóa quan trọng khác nhau tại Tam Tinh Đôi, bao gồm các mảnh mặt nạ bằng vàng, đồ đồng, ngọc bích và đồ trang sức. Một nhà khảo cổ học làm việc tại hố tế lệ số 8 của khu di tích Tam Tinh Đôi ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 2 tháng 9 năm 2021, hơn 500 mảnh di vật đã được phát hiện trong những tháng gần đây tại khu di tích huyền thoại, khiến các nhà khảo cổ học choáng ngợp với giá trị lịch sử cũng như thể hiện sự sáng tạo và khéo léo của người xưa. Ảnh Tân Hoa Xã Quan Si Di chỉ Tam Tinh Đôi được một người nông dân tình cờ phát hiện ra khi anh ta đang đào một con mương vào những năm 1920, có diện tích 12 km2, khu di tích nằm ở thành phố Quảng Sơn, cách thành đô khoảng 60 km, và được cho là tàn tích của Vương quốc Thục, có niên đại ít nhất 4.800 năm và tồn tại trong suốt hơn 2.000 năm. Năm 1986, một số lượng lớn các di vật độc đáo được khai quật ở hố số 1 và số 2, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Cho đến nay, hơn 50.000 mảnh di vật đã được khai quật tại Tam Tinh Đôi, Tân Hoa Xã thông tin. Mặt nạ vàng trải dài 4 lục địa trên thế giới ớ y người xưa ở các nền văn minh khác nhau đã rèn mặt nạ từ vàng. Ngoài những chiếc mặt nạ vàng trong nền văn minh thuộc cổ đại ở Trung Quốc, châu Á, thì mặt nạ Agamemnon được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Mycenae của Hy Lạp cổ đại, châu Âu, mặt nạ Tutankhamun ở Ai Cập cổ đại, châu Phi, và mặt nạ của thần Aztec Xiptotic, vị thần mùa xuân và tái sinh của người Aztec, ở Trung Mỹ là những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới, và là biểu tượng nổi bật của các nền văn minh tương ứng của họ. Người Ai Cập cổ đại đặc biệt tôn thờ thần mặt trời, đeo mặt nạ vàng, người ta sẽ có ngoại hình giống thần mặt trời. Ở Nam Mỹ, cũng có tín ngưỡng thờ thần mặt trời. Nó cũng giải thích nguồn gốc của những chiếc mặt nạ vàng thời cổ đại này. Li Jinwei, một nhà nghiên cứu của Viện Khảo Cổ Học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết, rất có thể nền văn minh thuộc cổ đại cũng tôn thờ mặt trời. Vì vàng được nền văn minh này coi trọng và dùng để rèn mặt nạ, nên nó có thể liên quan đến việc thờ cúng như vậy. Li Jinwei nói thêm, bốn chiếc mặt nạ vàng trải đều bốn châu lục, đại diện cho các nền văn minh, văn hóa cổ đại. Chú thích ảnh, từ trái sang, trên xuống, mặt nạ vàng ở Tam Tinh Đôi, châu Á, mặt nạ vàng Agamemnon, Hy Lạp, châu Âu, mặt nạ của Vua Túc, Ai Cập, châu Phi, mặt nạ vàng của thần Aztec Xiptotic, Trung Mỹ. Nhà khảo cổ học Ai Cập Jay Hawass
cũng tin rằng vàng là đại diện cho mặt trời, vàng luôn được kết nối với thần mặt trời, và ở Trung Quốc, nó được kết nối với các tín ngưỡng tôn giáo. Konstantinos Tasiolidis, người quản lý cổ vật tại Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Hy Lạp nói với Tân Hoa Xã trong một cuộc phỏng vấn rằng, thay vì là quà tặng cho các vị thần, mặt nạ vàng Agamemnon tại Mycenae, Hy Lạp, là lễ vật dành cho những người đã khuất. Trung Quốc đang trong kỷ nguyên vàng của khám phá, phát hiện khảo cổ gây chấn động thế giới này là minh chứng. Konstantinos Tasiolidis lưu ý rằng mặt nạ Agamemnon là những vật rất quý và hiếm, được tạo ra cho những người rất quan trọng. Những tấm vàng nguyên chất khoảng 24 carat theo thuật ngữ ngày nay được rèn từ mặt sau, kỹ thuật gia công kim loại được dùng để uốn vàng theo hình dạng mà người cổ đại mong muốn. Nhà khảo cổ học người Mexico Edith Ortiz Diaz cũng chỉ ra những điểm tương đồng trong nghề thủ công mặt nạ vàng ở các nền văn minh cổ đại khác nhau. Chúng tôi có thể nói rằng, theo quan điểm của các thợ kim hoàng, điều này đánh dấu những bước tiến ban đầu trong gia công kim loại, đầu tiên là mài, sau đó đập kim loại để tạo thành tấm, cô nói. Mặt nạ vàng tam tinh đôi khám phá quan trọng bậc nhất thế kỷ 21, các chuyên gia khảo cổ và sử gia từ nhiều nơi trên thế giới hoan nghênh phát hiện khảo cổ mới nhất tại di chỉ tam tinh đôi. Họ cho biết, những phát hiện gần đây là tin tuyệt vời đối với cộng đồng khảo cổ học toàn cầu, nhà khảo cổ học người Hy Lạp Joy Hamos nói. Việc phát hiện ra mặt nạ vàng ở Trung Quốc là một trong những khám phá quan trọng nhất của thế kỷ 21, mặc dù có vô số bí ẩn về cách các nền văn minh cổ đại giao tiếp với nhau. Các nhà